cho bạn có hai khán giả có ý mình nói về hai vấn đề nhìn trên bề mặt ở đây các bạn sẽ thấy hai vấn đề này không có liên quan nhưng đối với mình hai vấn đề này đều có thể được giải thích trong một hiện tượng của văn hóa Trung Hoa đó là văn hóa khoa cỡ vấn đề thứ nhất là liệu rằng phương Đông rất khó hiện đại hóa đầu tiên mình không thấy văn hóa phương Đông có đặc biệt ngăn cản cuộc hiện đại hóa. Nếu bạn có coi video hồi trước của mình thì chắc đã biết rằng cuộc hiện đại hóa là bằng với cuộc từng dòng pháp luật thế tục để chuyển đổi quan hệ truyền thống thành quan hệ giao dịch. Có thể nói rằng tất cả văn hóa truyền thống không hẳn là phương Đông hay phương Tây đều sẽ phản đối cuộc chuyển đổi như vậy. Tại vì họ sẽ thấy cuộc chuyển đổi như vậy là có xung đột với giá trị đạo đức. Ví dụ trong hiện đại, quan hệ hôn nhân trên bản chất là một quan hệ giao dịch hay vừa chọn giao dịch tổ quyền sử dụng cơ quan sinh dục của tối phương. À, tất nhiên, không phải là mỗi ngày đều sẽ tuân theo quan hệ giao dịch này một cách nghiêm túc. À, nhưng sự giải thích quan hệ hôn nhân như vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả văn hóa truyền thống phản đối. À, vì đó sẽ mất đi tính thiên liên của quan hệ hôn nhân. Văn hóa phần Đông, nối cụ thể là Nho giáo, tất nhiên cũng sẽ phản đối cuộc hiện đại hóa. Nhưng so sánh với văn hóa truyền thống khác, ví dụ Kỳ Tô giáo và Hội giáo, mình thấy Nho giáo là dễ hơn kết nhận cuộc hiện đại quả. Tại vì bản thân Nho giáo có tính thực dụng rất nhiều, không nhấn mệnh vai trò của thần linh, cho nên có thể dễ hơn kết nhận pháp luật thế tụ. Ví dụ, những người theo Kỳ Tô giáo hay Hội giáo có rất nhiều tranh cãi với vấn đề của LGBT, tại vì thần linh của họ không thích điều đó nhưng đối với Nho giáo đó là một vấn đề không quan trọng à không phản đối cũng không ủng hộ. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có thể hiện đại hóa rất nhanh. Ngày xưa người ta bảo là Nho giáo có giúp ích cuộc hiện đại hóa, nhưng mà bây giờ người ta nhìn thấy Trung Quốc có nhiều vấn đề, cũng sẽ nói rằng Nho giáo ngăn cản cuộc hiện đại hóa. Nhưng mà thật ra đó là vấn đề của Trung Quốc, không phải là vấn đề của Nho giáo. Thế vấn đề của Trung Quốc là gì? À, theo mình là văn hóa khoa cử và đó có thể giải đáp cho một vấn đề mà tự nêu ra bởi một khán giả khác. À, đó là Trung Quốc có giáo dục công dân như Việt Nam không? Trung Quốc có một môn khoa trong cấp 3 có tên là hệ tư tưởng và chính trị à, trong sách giáo khoa của nó có một số nội dung là dùng về môn giáo dục công dân của Việt Nam đó à, tức là giải thích chế độ chính trị của nhà nước nhưng mà bài thi của nó là hoàn toàn khác biệt với Việt Nam, à, đó là huấn luyện học sinh, giải nhớ chính sách và tư tưởng chỉ đạo của nhà nước, à, không phải là vì hiểu rõ pháp luật, à, ví dụ nó sẽ hỏi à, Tập Cầm Bình nhấn mạnh rằng cần khuyến khích tinh thần lao động trong học sinh, giáo dục và hướng dẫn học sinh tôn trọng lao động, xin kết hợp tài liệu và áp dụng nguyên lý về quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thợ phân tích nguyên nhân của hiệu quả đáng kể trong giáo dục lao động của trường học. Mình sẽ đăng bài thi của nó trên bài đăng khủy viên, à, các bạn có thể tự đi làm thử. À, theo mình, bài thi như vậy là giống với bài thi khoa cử của ngày xưa, và mình sẽ núi sâu về điều đó trong nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, vào thế kỷ 6, nhà tuổi tổ tiên chức hành chế độ khoa cử và hình thức khoa cử trải qua mấy lần thay đổi trong các triều đại và tiêu chuẩn chấm tiền cũng có thay đổi nhiều lần khi bắt đầu trong nhà đồng à, tiêu chuẩn chấm điểm của khoa cử là biết làm thơ à, sau đó trong nhà đồng có quy chuẩn kỹ năng phân tích thời sự à, cuối cùng tờ nhà minh là quy chuẩn kỹ năng giải nghe câu văn của tờ thơ và ngũ kinh đó à, được gọi là bắt cổ văn à, sau đó tờ cố định hóa đến khi chế độ khoa cử bị loại trừ trong nhà thanh vào năm 1905 sự quy chuẩn kỹ năng giải nghe câu văn à, tức là bắt cổ văn đó chính là ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa khoa cực mà mình muốn nêu ra. À, đối với Việt Nam, à, tiêu chuẩn chấm tiền này là phải đến nhà Nguyễn mới chấp hành. À, cùng Triều Tiên hay Hàn Quốc là luôn luôn quy trọng kỹ năng làm thơ. À, cho nên khi mình nói về ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa khoa cực, mình là chuyên môn nói về tình huống của Trung Quốc. Tôi à, khi bao gồm xã hội nghệ khoa, à, không nhất định bao gồm toàn khu vực Đông Á. Hình thức của bắc của văn là như vậy bài thi sẽ trích dẫn một câu văn từ tờ thơ hay ngũ kinh à ví dụ trích dẫn một câu văn từ luận ngữ nếu dân dân sử dụng đủ sau nhà vua lại sử dụng không đủ nếu dân dân sử dụng không đủ sau nhà vua lại sử dụng đủ mỗi ngày đều biết à, câu văn này là khuyên nhủ người thống trị tầng trích xuất tài nguyên từ dân gian quá nhiều à phải để người dân có tài phú đầy đủ nhưng mà người đi thi không thể giải đáp một cách đơn giản như vậy à, có quy định phải viết ra tám toàn văn để giải nghĩa và mũi toàn văn tiêu phải viết theo một tình rằng nào đó à, toàn thơ nhất và thơ hai chỉ là giải thích ý nha của cô văn thôi toàn thơ ba đến thơ sáu là đưa ra ý tưởng sâu xa hơn à, ví dụ có thể nói rằng à, nếu nhà vua biết tiết kiệm à, có thể mang lại lợi ích cho quốc gia à, toàn thơ bảy đến thơ tám là tổng lại kết luận